Tử Vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, năm 2021 Tân Sửu, gặp nhiều trắc trở. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Người tuổi Bính Thìn thì lại khác, họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy tuổi Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác. Từ đó, tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong năm 2021 là năm mà tuổi Bính Thìn sẽ phạm phải phá thái tuế. Một năm sẽ gặp nhiều trắc trở đối với con giáp. Vậy với con mắt tinh tế của mình, không biết tuổi Bính Thìn có thể nhìn thấu được những khó khăn sắp tới và vượt qua hay không? Trong khoảng năm 2021, không biết tuổi Bính Thìn có được quý nhân nâng đỡ, tương trợ hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Bính Thìn trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Bính Thìn năm 1976 tương phá với Thái Tuế, mà Thái Tuế là sao kiếp tài, tuổi Thìn là sao thương quan, tạo nên vận khí khó hòa hợp. Tổng quan năm 2021 của tuổi Thìn sẽ khá trắc trở, trong sự nghiệp bị kẻ tiểu nhân quấy nhiễu, khiến cho mối quan hệ với đối tác làm ăn hoặc anh em bạn bè bị chia cắt, gián tiếp ảnh hưởng xấu tới tài vận. Mặt học tập có lợi, bản mệnh có thể chuyên chú vào việc trau dồi kỹ năng để nâng cao bản thân. Bước sang năm mới, tuổi Bính Thìn 45 tuổi, vận thế năm nay trắc trở không thuận vì phạm tuế phá. Đây là một năm nằm trong đại hạn của bản mệnh, có ảnh hưởng lớn đến tương lai của bản mệnh sau này. Mặc dù tương khắc với năm Sửu, nhưng nhờ có vận thế vững vàng nên sự nghiệp và tài vận sẽ đi lên. Lưu ý bản mệnh không nên tiến hành đầu tư lớn trong năm nay. Bản mệnh nên giữ cho mình thái độ tích cực, không quá bi quan, nhưng cũng không nên lạc quan một cách mù quáng, phải chủ động nhiều hơn. Câu thần hung tinh sẽ khiến cho tinh thần trở nên áp lực, tăm tối, cảm xúc bị đè nén, khó chịu. Người này không nên lo chuyện bao đồng của người khác mà tự dưng ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Hơn nữa, đừng đề ra mục tiêu quá cao xa, chỉ cần giữ gìn thân thể bình an, khỏe mạnh, công tác vững vàng, gia đình hòa thuận là được. Về mặt tình duyên, chuyện hôn nhân có điểm báo của sự tan vỡ, tuổi Bính Thìn nên biết điều tiết cảm xúc để giữ cho cơm lành, canh ngọt. Sự sức khỏe tuy khá ổn định nhưng cũng nên chú ý tác động bên ngoài ảnh hưởng đến an toàn thân thể. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ trong năm 2021. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Bính Thìn sẽ phải trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Bính Thìn qua tất cả các phương diện về sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Thìn trong năm mới sẽ không được như ý, thường xuyên gặp kẻ tiểu nhân, bị đối thủ cạnh tranh quấy nhiễu, gây rối. Bản mệnh bị đẩy vào thế bị động,
có thể vì nóng tính mà xảy ra tranh cãi thị phi với đồng nghiệp. Bù lại, việc học tập thi cử lại rất tốt, lợi cho việc tiến thân thăng chức về sau. Mặc dù vận thế năm nay đi xuống, nhưng bạn sẽ có quý nhân hỗ trợ nên không cần quá sức lo lắng. Tuổi Bính Thìn năm 2021, quan hệ xã giao rất kém, xuất hiện cạnh tranh mâu thuẫn kịch liệt, thậm chí có thể khắc khẩu với lãnh đạo. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nên lưu ý cần giữ gìn quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên thật tốt, nếu không sẽ cản trở rất nhiều đến công việc. Bản mệnh nên giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, không nên tỏ thái độ quá đà, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Trong năm nay, có thể nói Bính Thìn nam mạng có tài nhưng chẳng gặp thời. Bản mệnh phải củng cố niềm tin và ý chí phấn đấu, kiên định cố gắng hết mình. Sau một thời gian, chắc chắn tài năng của bạn sẽ được cấp trên nhận ra và trọng dụng. Lưu ý năm nay sẽ rất bận rộn, tuổi này nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. Để có một năm sự nghiệp phát triển rực rỡ thì tuổi Bính Thìn hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn biến con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, hanh thông và thành công hơn. Về mặt tài lộc, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 có tài vận không tốt, vừa dễ thất thoát tiền, vừa gặp ít cơ hội để kiếm tiền, một phần là do quan hệ xã giao quá kém. Vận tiền bạc của người này trong năm mới chịu ảnh hưởng của phá thái tuế, thu nhập bình thường nhưng chi tiêu thì tăng vọt. Những chi phí cho những người xung quanh cộng thêm chi phí lặt vặt như ăn, mặc, nhà cửa, đi lại, giá thành, mọi thứ càng tăng thì chi tiền càng nhiều. Còn chưa kể những rắc rối phát sinh ngoài dự tính như sinh bệnh mua thuốc, tu sửa phòng ốc hay đi lại xã giao. Chưa kể tuổi Thìn vốn có thói quen tiêu tiền như nước, không biết tiết kiệm là gì. Bởi vậy, để tránh xảy ra rắc rối không đáng có, còn dạo này nên biết vun vén gom góp hơn trong năm nay. Phận chính tài, tức tiền lương chính trong năm nay chắc chắn sẽ bị giảm sút. Tuổi Bính Thìn cũng nên giữ tiền cẩn thận. Năm nay không thích hợp cho việc đầu tư hay chơi các trò đỏ đen. Trong 6 tháng cuối năm, bạn sẽ gặp tình trạng thua lỗ tiền bạc không ít. Thế nên, đi đâu, làm gì cũng cần đề phòng mọi nguy cơ ảnh hưởng đến tài vận. Năm 2021, do phạm thái tuế khiến tài vận của Bính Thìn không mấy khả quan. Để không bị thất thoát tiền một cách nhanh chóng, thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Bính Thìn hãy đeo pháp khí nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Với sức mạnh của pháp khí này sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ bạn trong quá trình đầu tư và kinh doanh, kiếm thêm nguồn lợi nhuận về tay. Đồng thời, vòng còn giúp cải mệnh, tăng phúc, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho sự nghiệp, công việc, việc đầu tư hay kinh doanh của bạn trong năm 2021. Về mặt tình cảm, năm nay không có sao tốt chiếu mệnh, lại phạm phá thái tuế nên tuổi Thìn dễ nảy sinh mâu thuẫn, điều tiếng qua lại với đối phương. Đôi bên mỗi người nên kiềm chế một chút, nam mệnh nên nhường nhịn vợ con, nếu không gia đình sẽ lục đục không yên. Trong năm 2021, nữ mạng tuổi Bính Thìn cần đề phòng có người thứ ba phá hoại lương duyên. Bạn nên chú ý động thái cử chỉ của chồng hơn nữa, đồng thời thay đổi cách thức thể hiện tình cảm để kéo gần khoảng cách đôi bên. Với những người đã ly dị thì sẽ có nhiều cơ hội kết đôi, song khả năng gắn bó là không cao. Có thể thấy, năm Tân Sửu mà tình cảm của bản mệnh có phần nhạt nhòa và đi xuống rất nhiều, dù bạn là người độc thân hay là người đã có gia đình. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn hàng ngày. Khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Mong rằng năm 2021 bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Đồng thời, vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, tuổi Thìn và thái tuế năm 2021 đều là mệnh thổ, thổ quá vượng khiến mộc bị tổn thương. Con giáp này cần đề phòng cơ thể bị va chạm, xây sát, mắc bệnh tật hoặc tai họa ngầm. Nên tránh can dự việc người khác hoặc không kiềm chế bản thân dẫn đến xung đột tay chân. Có thể thấy vận trình sức khỏe của tuổi Bính Thìn năm nay rất xấu, bệnh cũ tái phát, bệnh mới chưa lui,
bản mệnh càng ngày càng phải cẩn thận hết sức. Khi dùng nước, dùng điện, các đồ vật sắc bén hoặc đơn giản là đi cầu thang cũng cần phải từ từ, chậm rãi. Khi thời tiết xấu, không nên ra ngoài hoặc đi xa. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cũng không nên quanh quẩn ở nơi công trường đang xây dựng hoặc vi phạm luật giao thông đi đường. Nếu không, nguy cơ xảy ra thương tổn thân thể là rất cao. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Đừng quá chủ quan, mối hiểm họa khôn lường của Thái Tuế vẫn còn ở bên bạn trong suốt một năm 2021. Chính vì vậy, thầy Sa Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.